Đúng ngày mùng 7 tháng 3 âm lịch năm 2024, những con giáp này chẳng cần làm gì thì vận may cũng sẽ tự tìm đến tận cửa nhà. Làm đâu tháng đó, tay trái hốt vàng, tay phải thì làm ra bạc. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, cái ngày mùng 7 tháng 3 âm lịch chính là một cái ngày đại cát đại lợi, may mắn nhất nhì trong tháng đối với những con giáp này. Trong ngày hôm nay, khi mua hàng thì các bạn cũng rất dễ gặp được cái chương trình giảm giá hoặc là tặng quà đặc biệt Bên cạnh đó, một số người còn có cơ hội may mắn trúng số đổi đời. Sau một đêm, đấy thì tiền bạc nó kéo về chật két. Không những vậy, con đường công danh sự nghiệp của những con giáp này trong ngày hôm nay cũng sẽ phất lên như diều gặp gió. Các mối quan hệ xã giao thì được mở rộng, bạn bè thì có gì cái cơ hội gặp gỡ được nhiều hơn và cũng sẽ được đối tác tin cậy trao cho những cái dự án lớn mà trong thời gian này thì các dự án mà các bạn tham gia thì đều thành công mỹ mãn ngoài cái mong đợi chỉ cần các bạn gì có cái sự cầu tiến và nỗ lực thì sẽ không có vấn đề gì đáng phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc à, từ giờ đến cuối năm là một cái thời điểm hanh thông thuận lợi đối với những con giáp này một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay đó là những con giáp nào xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây à, thưa quý vị ở trong cái ngày mùng 7 tháng 3 âm lịch nó là ngày kỷ dậu thì chúng ta cục diện đầu tiên là thìn dậu là nhị hợp. Vì vậy những người tuổi thìn sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Nhờ có cục diện lục hợp nó nâng đỡ nó trợ lực. Vậy nên những người tuổi thìn đang được may mắn đứng về phía mình. giúp các bạn sẽ giải quyết êm xuôi rất nhiều cái khúc mắc trong công việc. Đặc biệt những cái bản hợp đồng, những cái thương vụ hợp tác làm ăn đã bế tắc từ trước đó thì ngày hôm nay cũng sẽ được khai thông rực rỡ và hay thông trở lại. À, mọi việc sẽ trở nên trơn chu hơn rất nhiều, cái việc ký kết cũng diễn ra nhanh hơn cả dự kiến. May mắn trong cái ngày hôm nay ấy, là nó cũng sẽ đến với những người tuổi thìn ở cái phương diện tình cảm nữa. Những người độc thân thì có cơ hội để cải thiện cái tình trạng của mình. Nhân duyên thì vượng, giúp cho các bạn sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp. Những người này không ai xa lạ, chính là những người mà các bạn đã quen biết từ trước đó. Đôi bên có sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau nên tình cảm nó manh nha cũng khá là nhanh trong thời gian này với những người đã có đôi có cặp ấy, thì mối quan hệ đang trong cái thời kỳ thăng hoa rực rỡ tha hồ một tận hưởng cái hạnh phúc ngọt ngào bên nhau hai người cùng chung tay vun đắp cái tổ ấm và xây dựng cho mình để gì để có một cái tình yêu vững chắc và ngày càng hạnh phúc hơn vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tám màu quý nhân thân tí, thìn để trợ mệnh hộ thân Phòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay, ngày 7 tháng 3 lịch, đó chính là những người tuổi tỵ. Những người tuổi tỵ được công diện là tỵ, dậu, xỉu, nó tam hợp. À, ngày hôm nay thì có sự hậu thuẫn của cái tam hợp cục nó trợ mệnh Vậy nên cái vận khí của những người tuổi tỵ sẽ có nhiều cái điểm sáng bất ngờ. Đường công danh sự nghiệp, học hành thi cử của bản mệnh thì đều rất thuận lợi và hanh thông. Nếu những người tuổi tuổi tỵ mà đang chờ đợi kết quả thi cử thì có thể nhận được nhiều cái tin tốt lành trong ngày hôm nay. Và hôm nay cũng là một cái ngày rất thích hợp để mưu mưu cầu cái đại sự hay là tiến hành những cái kế hoạch quan trọng mà các bạn đã ấp từ lâu. Cái cát khí nó thuận lợi, nó cũng sẽ giúp cho tỷ lệ thành công của những cái dự án các bạn tham gia cũng được cao hơn đặc biệt các bạn còn có thể suy nghĩ đến cái việc là đầu tư sinh lời kiếm thêm cái nguồn thu nhập cho mình biết đâu mạo hiểm cũng sẽ giúp các bạn có được những cái thành quả bất ngờ ngày hôm nay thì được cục diện là ngũ hành nó tương sinh trong ngày hôm nay lại được cục diện tác hợp nó tương trợ giúp đỡ nên là quý vị sẽ gặp nhiều cái may mắn trong vấn đề tình cảm à, vận trình tình cảm thì không gặp phải cái vấn đề nào quá là khúc mắc à, hai người đều có, có 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 cái sự cảm thông và, và có cái sự chia sẻ Vậy nên là gì? Gia đình luôn hòa thuận và hạnh phúc Không bao giờ có cái chuyện gay gắt nó xảy ra à, Trong thời gian này nếu mà xảy ra xung khắc ấy, Thì quý vị có thể lựa cái thời điểm đôi bên đều để để, để, để gì mà hòa nhã Để mà trình bày cái quan điểm của mình Cũng nên không nên đổ thêm dầu vào lửa Để duy trì cái hạnh phúc và cái may mắn đến với mình vì vậy, những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu xíu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân âm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến đối với những người tuổi tỵ. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi sửu. Những người tuổi sửu trong ngày hôm nay được cục diện là tỵ dậu sửu là tam hợp, à, lại được cục diện tăng hợp đối phù trợ. Vậy nên những người tuổi sửu có một ngày làm việc cực kỳ là may mắn, à, con giáp này có nhiều cái cơ hội để gặp gỡ được quý nhân đối phương sẽ chỉ cho các bạn cái hướng phương hướng giải quyết những nhiệm vụ đã làm khó các bạn suốt trong thời gian vừa qua à, thêm nữa à, cái tâm hợp quý nhân nó cũng sẽ giúp cho những người làm ăn kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng sẽ quen được nhiều với đối tác để triển vọng vì đối bên hợp tác có cùng với mục tiêu chung và có quan điểm chung nên cái việc hợp tác nó cũng sẽ diễn ra suôn sẻ thuận lợi và nhanh chóng ngoài cái sự mong đợi hứa hẹn tiền đổ về đầy túi của những người tuổi sửu trong thời gian tới. Tuy nhiên, dù có đang chinh phục đỉnh cao thì những người tuổi sửu cũng cần phải chú ý hơn đến cái tình trạng sức khỏe của bản thân, không nên quá tập trung vào một cái việc gì đó mà gì quên nghỉ ngơi. Khi đến khi cơ thể mệt mỏi thì quý vị cũng lại phải gì vừa tốn tiền lại vừa tốn tốn công sức. Thêm nữa, trong ngày hôm nay lại được cuộc diện ngũ hành được tương sinh. Vậy nên cái mối quan hệ tình cảm của những người tuổi sửu khá là thuận lợi, hanh thông và tốt đẹp. À những người độc thân ấy thì sẽ có nhiều cái cơ hội gặp gỡ, giao lưu được với những người khác giới. Còn những người mà đã có đôi có cặp ấy thì cũng sẽ mở rộng được cái mối quan hệ làm ăn của mình cũng như là gì, có thêm nhiều cái đối tác, à, đôi bên hợp tác thì cùng có lợi. Thêm nữa à, các cặp đôi thì để hòa thuận. Đấy, đây là một cái thời điểm để quý vị có thể là hâm nóng lại cái tình cảm của mình. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình cũng như là để bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Phòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu, đó là con giáp may mắn thứ ba. À, tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay không ai khác thì đó chính là những người tuổi ngọ. Những người tuổi ngọ được cầu diện tị ngọ mùi là tam hội, đúng không ạ? À, tuổi ngọ được dự báo là có thể đạt được một số cái bước tiến triển quan trọng trên cái con đường công danh sự nghiệp của mình nhờ có thiên ấn nó tương trợ, nó giúp đỡ, nó che chở. chở. À, bên cạnh đó, con giáp này cũng được nhiều người yêu mến giúp đỡ nên là có gặp khó khăn ấy, thì cũng sẽ dễ dàng vượt qua. À, tuy nhiên, cái điều quan trọng chính là các bạn phải có tinh thần đam mê, có lòng nhiệt huyết và luôn hết mình với công việc nên là gì mới có cái động lực để phấn đấu như vậy bất cứ ai cũng phải trầm trồ khen ngợi về những cái thành tiệu mà những người tuổi ngọ đạt được cấp trên cũng không che giấu cái sự tán thưởng dành cho những người tuổi ngọ bên cạnh đó đường quân lộ nó mở rộng thanh thang đấy à, về mặt tình cảm ấy thì trong ngày hôm nay thì các bạn cũng nên đầu tư thêm cái thời gian và cái công sức để vun đắp cái mối quan hệ mối quan hệ của mình với người ấy Chuyện tình yêu mà muốn phát triển được phải do gì à, cả hai cùng nỗ lực chứ không phải chỉ do một bên cho còn một bên chỉ muốn nhận. À, nhưng mà nhờ được được cục diện tam hội nó tương trợ, đơn giản là trong ngày hôm nay ấy, thì cái vận trình tình cảm cũng sẽ được thuận lợi may mắn và hanh thông. Vì thế để bảo vệ cái hạnh phúc của mình thì những người tuổi ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm là những người tuổi dậu. À, thưa quý vị, cái vận trình tài lộc của những người tuổi dậu trong ngày hôm nay thì cũng được thăng tiến nhờ có thể thực thần ở độ mệnh. À, kinh doanh buôn bán hay là làm thêm ấy, thì đều có được quý nhân ủng hộ giúp đỡ. Mọi việc thì thuận lợi, tiền bạc thì rủng rỉnh hơn nữa các bạn không chi tiêu quá nhiều nên là cũng tiết kiệm được một một cái khoản khá khá dành cho mình à, Tuy nhiên trong ngày hôm nay ấy, thì gặp cục diện tự hình nên là nó gây ra rắc rối trong những cái suy nghĩ những cái lo lắng của những người tuổi những người tuổi rộng ảnh hưởng trực tiếp đến cái tâm trạng của quan tâm này bên cạnh đó thì trong thời gian này dường như các bạn trở nên độc đoán hơn khi mà quá coi trọng cái bản thân mà không quan tâm đến những người khác luôn muốn áp đặt những cái suy nghĩ của mình lên mọi người điều đó cũng là cái nguyên nhân mà dẫn đến cái mâu thuẫn trong các mối quan hệ với đồng nghiệp và gây cản trở cái công việc của mình. À, không khí căng thẳng nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái hiệu suất chung. Vì vậy, quý vị hãy cố gắng xây dựng cái mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh để giúp quá trình nó được làm việc được trơn tru hơn, được thuận lợi hơn. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình, ấy, thì những người tuổi Dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu, đó là con giáp may mắn thứ năm. Tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay ấy, không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi hợi. À, thưa quý vị, những người tuổi hợi được 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 cái, cái chính quan nó nâng đỡ nên những người tuổi hợi sẽ cảm thấy là tràn đầy cái sự hào hứng và cái sự sáng tạo trong công việc à, các bạn có sự tự tin và muốn làm những cái gì đó mới mẻ bứt phá khỏi cái giới hạn an toàn của chính bản thân mình à, chính cái sự đột phá này sẽ mang đến cho những người tuổi hợi những cái thành quả xứng đáng à, cũng trong ngày hôm nay thì các bạn cũng sẽ nhận được những cái thành quả từ một quyết định khá liều lĩnh trước đó của các bạn trong kinh doanh lợi nhuận thu về cũng vượt cả cái dự kiến giúp cho các bạn gia tăng thêm cái niềm tin nhất định vào những gì mà mình đang làm bên cạnh đó về một cái vận trình tình cảm ấy thì được cục diện là ngũ hành tương sinh dậu kim sinh cho hợi thủy nên là nó cũng sẽ tạo điều kiện cho những người độc thân từ từ tìm hiểu được đối phương và đối phương cũng mở lòng mình hơn trước khi mà tiến đến một cái mối quan hệ nghiêm túc thì cả hai cũng có thể làm những cái người bạn thân thiết cùng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn hàng ngày đừng có quá đặt nặng vấn đề đó vậy nên để gia tăng thêm cái hạnh phúc cho mình ấy, và gia tăng thêm cái may mắn về tiền bạc thì những người tuổi hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi, đó là con giáp may mắn thứ 6. À, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày mùng 7 tháng 3 âm lịch năm 2024 trong ngày mùng 7 tháng 3 âm lịch chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh thần may mắn gọi tên đó là những tuổi sau một là những người tuổi thìn hai tuổi tỵ ba tuổi sửu bốn tuổi ngọ năm là tuổi dậu và sáu là tuổi hợi đây là 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, dễ có cơ hội đổi đời giàu có sau một đêm. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.